Hôm nay sẽ cùng với quý vị tìm hiểu về hiện tượng tràn khí màng phổi qua phần trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Quỳnh Anh Tuấn, trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa bác sĩ Quỳnh Anh Tuấn, tràn khí màng phổi là hiện tượng như thế nào ạ? Xin chào bà con, cô bác, anh chị. Thì bình thường á, giữa cái phổi chúng ta và mặt trong của cái lồng ngực thì dính sát vào nhau, nhưng mà đây là một cái khoang rất là kín và không có gì lọt vào hết, là khí nó không lọt vào. Vì nguyên nhân nào đó, tức là có sự thông thương với khí trời bên ngoài, có thể là bên ngoài ở cái giữa thành ngực chúng ta có những cái vết thương, có thể là do đạn hay là do tai nạn chẳng hạn, nó thông vào, hay là bên trong cái phổi chúng ta nó có những cái lỗ thông nó bị thủng. Thì khí từ hít vào trong phổi sẽ lọt vào trong đó. Vì cái khoang này áp lực rất là thấp cho nên là khí dễ dàng lọt vào. Và khi nó lọt như vậy thì làm cái phổi chúng ta nó nhỏ lại hơn bình thường, ép lại, và chúng ta sẽ, cái phổi chúng ta như vậy thì nó sẽ mất chức năng, hay giảm chức năng trao đổi khí. Và tràn khí màng phổi có những triệu chứng cũng như là nguyên nhân như thế nào thưa bác sĩ? Thì nói đến cái triệu chứng tràn khí màng phổi á, thì do cái khí như vậy, khí nó lùa vào như vậy đó, thì cái người bệnh chắc chắn là do thiếu không khí để thở nên họ sẽ rất là khó thở và đau ngực. Bên cái lồng ngực mà có khí tràn vào rất là đau và khó thở, là mệt hơn nhiều mức bình thường. Thì mức độ khó thở hay mức độ đau ngực nó tùy thuộc vào rất nhiều cái cơ thể, có thể là người ta chịu đựng tốt hay không, hay những có bệnh lý phổi bên khác kèm theo hay không. Nhìn chung thì với những cái triệu chứng như là đau ngực hay khó thở thì những người này sẽ được đến khám và bác sĩ sẽ phát hiện qua những cái phương pháp thăm khám, sẽ phát hiện bên phổi mà bị tràn khí có dấu hiệu bất thường. Chúng ta ở đây chúng ta không đề cập đến nguyên nhân do tai nạn, do chấn thương, mà chúng ta đề cập đến những cái nguyên nhân từ trong phổi gây ra, tức là những cái phổi, những cái vết một cái vết, nói chung vết hở từ trong phổi làm cho khí được thông thương vào. Thì đây ta sẽ chia làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là tràn khí màng phổi nguyên phát, tức là những người bệnh không có triệu chứng gì trước đó, không có bệnh phổi gì trước đó hết. Trường hợp thứ hai là những cái gọi là tràn khí màng phổi thứ phát, tức là sau bệnh lý nào đó như là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh dạng phế quản, hay như là những cái túi khí bên phổi, thì những cái đó, những cái tổn thương đó sẽ thông thương vào với cái giữa phổi và khoang màng phổi, làm cho khí lùa vào. Và một vấn đề nữa là chúng ta cần phải làm gì để có thể dự phòng trường hợp tràn khí màng phổi thưa bác sĩ? Thì với những cái bệnh lý như là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hay là những cái túi khí, hay là những bệnh lý lao phổi dày chẳng hạn, thì vấn đề điều trị thật tốt cái bệnh lý này thì nói chung là giảm rất nhiều cho tình trạng mà tràn khí màng phổi, loại mà tràn khí màng phổi thứ phát. Mà khi đã bị tràn khí màng phổi rồi thì tuyệt đối người bệnh phải bỏ thuốc lá. Bởi vì hiện nay người ta thấy rất nhiều một cái mối quan hệ rất rõ ràng giữa việc hút thuốc lá lại và bị tràn khí tái phát. Do đó vấn đề bỏ thuốc lá cần phải được là người bệnh sau khi ra viện, những người đã bị tràn khí màng phổi rồi đó, ra viện cần phải lưu ý và không hút thuốc lá lại để tránh ở tình trạng đó gây ra. Và đặc biệt thì những người mà bị tràn khí màng phổi thì khi mà ra viện họ cũng cần được bác sĩ hướng dẫn những cái dấu hiệu nào ở chiều như đau ngực, khó thở gì là ngực hay là mệt gì đó, để họ có thể quay lại bệnh viện kịp thời khi có tràn khí màng phổi tái phát. Nhưng ơi, xin được cảm ơn bác sĩ Quỳnh Anh Tuấn đã có những chia sẻ thật quý báu về bệnh tràn khí màng phổi. Quý vị và các bạn thân mến, tràn khí màng phổi là một hiện tượng bệnh lý dễ dẫn đến những hiện tượng bệnh nguy cấp. Và bác sĩ Quỳnh Anh Tuấn cũng đã cung cấp cho chúng ta những kiến thức quý báu dự phòng hiện tượng tràn khí màng phổi cho mọi người. Và đến đây thì chương trình xin được tạm dừng. Rất mong nhận được sự đóng góp của quý khán giả để chương trình ngày một tốt hơn. Mỗi ý kiến xin quý vị gửi về email của chương trình alo bác sĩ.ct@gmail.com. Hẹn gặp lại quý khán giả trong